Thọ Khang Bảo Giám phần 4. Thánh nhân cảnh tỉnh thiếu niên dạy chúng hãy tận lực khống chế cái tâm sắc dục, biết kiêng sợ, tự xót thương chính mình nhằm gìn giữ vung bồi tấm thân non nớt. Tuổi thiếu niên mà có thể đối với cái ải sắc dục này giữ vững vàng, cắt đứt lìa mọi sự dụ dỗ mê hoặc, mai sau khi trưởng thành, nguyên thần chẳng thiếu hụt, hào khí tràn ngập trời đất như mặt trời rạng rỡ giữa ban ngày, có thể vận dụng tinh thần vào chuyện kinh bang tế thế, tạo nên sự nghiệp ngất trời, nhân phẩm chân thật, học vấn chân thật đều do chuyện này mà ra. Dẫu chẳng thành hạng có bản lãnh to lớn, ắt cũng nhất định hưởng hết tuổi trời, chẳng đến nỗi chết ngang trái. Các thiếu niên hãy nên mạnh mẽ suy xét điều này. Cha mẹ yêu con hết sức thiết tha, từ bé không ai là chẳng kèm cặp nghiêm ngặt, chỉ có điều là đối với cái đại sự sắc dục gây nên tổn thương thân thể, phần nhiều chẳng dạy dỗ sát sao rành rẽ. Xét đến nguyên nhân, đó là vì khi con cái chưa kết hôn, cứ nghĩ con em chưa hiểu biết, chẳng thể bảo rõ. Tới khi con đã lập gia đình, lại cho rằng con đã trưởng thành, ngại ngùng trước mặt con dâu, chẳng thể nói trọn lời, chẳng biết con em tuổi trẻ, chưa có kinh nghiệm từng trải sâu sắc. Đối với chuyện xưa nay, những kẻ hiếu sắc ắt phải chết, do chưa chính mắt trông thấy, chẳng tin tưởng cho lắm. Chúng nó lại chẳng đọc kỹ lưỡng các sách khuyên xa lìa, kiêng kỵ sắc dục, lại còn nghe những lời lẽ hoang đường của lũ bạn tồi tệ, thường coi chuyện ăn nằm là lạc cảnh. Do vậy, đến nỗi tổn thương thân thể mạng vong. Do vì lẽ này, kẻ không con nói dỗi chẳng thể đếm xiết, đúng là đáng thở dài, tuôn trào nước mắt. Kẻ làm cha mẹ, cần phải khi con em 14 tuổi, trước hết hãy ngấm ngầm quan sát động tĩnh, hiểu rõ những điều chúng nó ưa chuộng. Nếu con trẻ đã hiểu biết, khi con em thay quần áo, hãy ngầm xem xét, coi xem có dấu vết di tinh hay không, để gấp rút viện dẫn lời cổ nhân huấn dụ, bảo ban rõ ràng, nói cặn kẽ cho con biết lẽ hiếu sắc ắt phải chết yểu, dẫn chứng những kẻ do hiếu sắc đã chết, để con em tự biết kinh sợ, sẽ có thể gìn giữ vun bồi tinh thần. Nếu con đã có gia đình, càng cần phải chẳng ngại phiền tối, khéo léo chỉ bảo, cha bảo ban con trai, mẹ khuyên lên con dâu, hãy gấp dùng các sách dạy về xa lìa sắc dục, kiêng dâm để giảng giải cho con dâu, khuyến cho nó khuyên nhắc chồng trong chốn riêng tư, muôn phần đừng vì lười nhắc nhất thời, cảm thấy ngại ngần để rồi đau hận suốt đời. Tai họa do dâm to lớn nhất, không chỉ riêng tà duyên, tà dâm, ngay như trong chuyện vợ chồng chung đụng, hỡi hơi quá lố, hoặc khi ngủ một mình mà tơ tưởng chuyện sắc dục, đều đủ đến mắc bệnh, mắc mạng, chẳng thể không răn dè. Sách vở đạo gia có nói, nhân sanh dục niệm bất hưng, tắc tinh khí thư bố ngũ tạng, vinh vệ bách mạch, cặp dục niệm nhất khởi, dục hỏa xí nhiên, hấp toát ngũ tạng, tinh tủy lưu vật, tùng mãn môn tuyên tiết nhi xuất, tức thượng vị tiết xuất, nhi dục tâm ký động, như dĩ liệt hỏa thiêu oa nội chi thủy, lập kiến tiêu kiệt, vị kỷ tắc thủy càng nhi oa tạc hỷ. Nghĩa là trong đời người, nếu chẳng dấy lên dục niệm, tinh khí sẽ phân bố trọn khắp ngũ tạng, nuôi dưỡng, nhường thấm trăm mạch thông suốt. Tới khi dục niệm vừa dấy lên, lửa dục bốc cháy hừng hực, khiến cho ngũ tạng co rút, tinh tủy tràn ra, từ mãn môn tuôn trào chảy ra, dẫu còn chưa tiết ra, nhưng do dục tâm đã dấy động. Ví như dùng lửa mạnh để đun nước trong nồi, nước sẽ nhanh chóng khô cạn, chẳng mấy chốc nước cạn khô, nồi vỡ toang. Đấy chính là căn cứ thật sự, chứng tỏ dục niệm gây tổn thương thân thể. Tôi mong người đời có bệnh hãy tự chữa, chỉ cốt sao đoan chánh cái tâm, chú trọng lòng kính đó thôi. Thiếu niên trong ngày tân hôn, dục niệm đang vượng, nếu chẳng biết chừng mực sẽ thường là gieo họa căn chết chóc, rút ngắn tuổi thanh xuân của chính mình. Chuyện này thật đáng đau đớn thay. Xưa kia có một nho sĩ, sau khi kết hôn đi thi, cảm thấy ngủ một mình khổ quá, thi xong chưa có kết quả đã vội quay về. Một ngày đi hơn trăm dặm,
canh hai về đến nhà, cha hắn giận dữ mắng: ắt là mày sanh sự ở trong thành, cho nên sợ tai họa mà trốn về nhà. Sai người trói chặt, bỏ trong cái kho trống lại quát tháo. Sai đầy tớ kiếm gậy bảo: ngày mai tao sẽ quật cho mày một trận túa xác. Sáng hôm sau, cha thông thả thức dậy, bảo người hầu cởi trói cũng chẳng hỏi đến nữa. Đứa con lúc mới về, hứng thú thật nồng nàn, chợt bị cha quở mắng làm nhục trằn trọc cả đêm. Khi được thả ra, trọn chẳng hiểu ý cha. Khi đó có một người bạn cùng về với anh ta, hôm sau chết ngắt là vì đã đi trăm dặm, lại còn cùng vợ ân ái, bèn thoát tin mà chết, mới biết lý do cha trói mình lại. Cổ nhân bảo: sự thân giả thuận ư vô hình, thính ư vô thanh, nghĩa là kẻ hiếu thuận biết phụng dưỡng cha mẹ, sẽ khéo quan sát thấu hiểu thâm tình trước khi cha mẹ chưa biểu lộ, chưa nói ra. Do vậy biết cha mẹ yêu thương con, thật sự là có những lúc vượt ngoài biểu hiện ngôn ngữ. Ôi, trong vòng vợ chồng mà còn gặp nguy cơ như thế, huống hồ kẻ gian díu cưỡng bức bên ngoài, do bị kinh sợ chen lẫn, sẽ nguy hiểm gấp 10, gấp trăm lần. Kẻ làm con biết điều này sẽ thấu hiểu tấm lòng cha mẹ, ắt sẽ được sống lâu mạnh khỏe. Hoàng Thư Văn nói: tà dâm là phàm đối với vợ con của kẻ khác, ta do tà tâm xâm phạm thì là tà dâm. Dẫu đối với vợ của chính mình mà phạm nhầm chẳng phải lúc, như khi vợ có kinh nguyệt, đang thai nghén, vừa mới sanh xong, đang cho con bú sữa, đang bị bệnh, hoặc trong ngày trai giới vân vân, chẳng phải chỗ như, chẳng phải là nơi chốn để giao hợp, hoặc khi có mối quan hệ sanh tử đến thân mình hoặc vợ, hoặc nhầm vào người lẫn thần đều cấm kỵ, hoặc đối với thân thể chẳng giao hợp theo đúng lẽ, hoặc hành dâm trong ngày đản sanh của thần thánh đều là tà dâm. Đối với kỹ nữ, họ do ác nghiệp đời trước đến nỗi phải đọa vào đó, hãy nên sanh lòng thương xót, lại ngược ngạo ưa chuộng kẻ hạ tiện ấy, mặc sức làm chuyện dâm uế, do vậy sẽ tổn đức, chuốc lấy báo ứng, đúng là đáng kinh sợ. Nếu xâm phạm trẻ nhỏ, gian dâm gái trinh, dâm loạn bà góa, ô nhục ni tăng, đấy chính là hành vi chẳng bằng cầm thú, thần lẫn người đều căm ghét, luật trời chẳng dung. Càng là tội ác to lớn cùng cực, hãy nên mạnh mẽ tỉnh ngộ, run sợ, thận trọng, kiên lánh, tự giữ thân, kiên dè cẩn thận, đừng vi phạm. Lại có kẻ giao phối với cầm thú, rối loạn luân thường, loại hành vi chẳng nỡ nhắc tới đó, rốt cuộc vẫn có trường hợp xảy ra. Than ôi, lòng người bại hoại đến mức cùng cực như thế đó, hạng người như vậy há chỉ là đọa nhập cầm thú, lại còn gây hại cho con cháu. Sách Cảm Ứng Thiên coi chuyện thấy vẻ đẹp của người khác, dấy lòng gian díu là có tội, dấy lòng còn chẳng được, huống là thực hiện ư, hoặc tập thành thói quen ư. Ôi, cổ nhân có vị được người khác dâng gái mà chẳng nhận, thế mà ta tính toán trăm kế để đoạt được. Cổ nhân có vị đêm thâu cự tuyệt kẻ dâm bôn, ta lại cưỡng bức ô nhục kẻ khác. Cổ nhân có vị bỏ tiền ra mua thiếp, khi biết người ấy đã là vợ kẻ khác, bèn trả lại cho chồng cô ta, thế mà ta tìm nhiều cách đoạt lấy. Cổ nhân có người bỏ tiền để giúp cho tớ gái lấy chồng, mà ta thì cậy thế gian dâm. Cổ nhân có người chuộc kẻ làm nghề hạ tiện cho họ hoàn lương, mà ta còn thừa dịp họ gặp nguy khốn để hiếp đáp. Cổ nhân có người bỏ tiền cho vợ chồng kẻ khác được đoàn tụ, mà ta lại ly gián để cướp đoạt. Cổ nhân có người bỏ tiền giúp người khác cưới hỏi, ta lại âm hiểm phá hoại. Ngấm ngầm thì nạn nhân nuốt nhục trong chốn khuê cát, lộ chuyện ra cả nhà người ấy mang nhục. Hậu quả nhỏ thì cũng suốt đời thù hận, lớn thì sẽ trở thành nỗi lo về tánh mạng. Còn sống thì mắc oán với thần minh, cũng chẳng thể nhìn mặt chồng, cha mẹ, con cái của nạn nhân. Chết đi sẽ trầm luân trong ác đạo, liên tiếp đọa trong địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Ta đã gây tội, đúng là không thể nào trốn được. Mà niềm oán hận của kẻ ấy trọn không thể cởi gỡ, kéo dài đời đời kiếp kiếp, tạo thành nghiệp duyên lâu dài, con cháu phải hứng chịu báo ứng thảm khốc. Khoái lạc vỏn vẹn trong khoảnh khắc,
tội chất chứa nhiều đời vô tận, toàn là do lầm nhận hoa đốm trong hư không, đắm chìm trong biển dục, nợ phong lưu oan nghiệt, sao nợ kết thành, cần phải hiểu thấu suốt, phải nín nhìn. Nếu chẳng nhịn được, tức là vẫn chưa hiểu biết thấu suốt vậy. Vì thế thấy vợ con người ta, hãy tưởng như gia đình, quyến thuộc của chính mình. Tưởng người cao tuổi như mẹ, coi người lớn tuổi như chị. Thấy kẻ nhỏ tuổi hơn như em hoặc như con gái của chính mình, ác dâm tâm sẽ chẳng do đâu dấy lên được. Kinh Hoa Nghiêm dạy, Bồ Tát ư tự thê thường tự tri túc, nghĩa là Bồ Tát đối với vợ của chính mình thường biết đủ. Đối với vợ của chính mình còn chẳng nên dâm dục quá độ, há còn dám dâm loạn vợ con kẻ khác ư? Sách Tóc Báo Lục chép, ta chẳng dâm vợ người, người khác chẳng dâm vợ ta. Sách Minh Luật ghi, kẻ gian dâm con gái người ta sẽ bị báo ứng tuyệt tự, kẻ gian dâm vợ người khác sẽ bị quả báo con cháu dâm dập. Đối với những vụ án tội lỗi xưa nay, hãy xem trong các sách như Giới Dâm Bảo Huấn, Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn đã ghi chú khá nhiều câu chuyện chẳng đáng sợ ư. Cần biết sắc tướng vốn là không, vẻ kiều diễm như huyện, bình sơn phết rực rỡ đựng phân, túi gấm dấu đao. Mọi lúc rảnh rang trong phòng kính, đừng sanh vọng tưởng. Dẫu cho các tà duyên tụ hợp, chớ tán tận lương tâm. Chỉ dùng huệ lực để chiếu soi, giữ gìn chánh niệm. Hãy nghĩ tới lương tri nơi tự tâm, rạng ngời ở nơi ta, quỷ thần trong hư không, giám sát ta nghiêm ngặt. Trên đầu là tam đài bất đẩu, chiếu rực trước mặt ta. Táo thần trong nhà, tam thi trong thân, chầm chầm theo dõi ta. Phước lạc nơi thiên đường, chớp mắt bèn có thể đạt tới. Nỗi khổ trong địa ngục, hãy sải chân sẽ xa vào. Hãy gò cương trước vách núi, quay đầu trong biển khổ. Trong lúc muôn phần gian nan mà tự giữ vững, giữ ý niệm muôn phần chẳng thể phạm. Đối với bài văn dứt dục của Văn Xương Đế Quân, bài ca ngăn ngừa dâm của Tổ sư Chung Ly, hãy nên học thuộc, tận lực gìn giữ. Đừng tạo nghiệp phải giấu giếm, đừng làm chuyện bại hoại đạo đức. Đừng coi đào hát là kẻ hèn hạ, mà càng phải thêm thương xót. Đừng nghĩ tôi tớ là lũ thấp hèn, rồi chẳng giữ trọn đức hạnh của chính mình. Đừng tiếp nhận chung đụng kẻ tự đến muốn ta làm chuyện dâm bôn với họ, để rồi phải xa thân vào lửa. Chớ coi thê thiếp như cơm ăn trong nhà, cứ phóng túng tình dục đến nỗi sanh mạng bị thương tổn. Đừng quên danh phận kẻ lớn người nhỏ, kẻo rối ren cương thường. Chớ ô uế tịnh hạnh của ni tăng, kẻo chọc giận thần minh. Chớ lẫn lộn ranh giới giữa người và cầm thú, kẻo kết duyên đeo long. Đừng đối với gia đình của kẻ oán cừu mà tiếc hận nơi vợ con của họ. Chớ xem những lời lẽ dâm đảng, những khúc nhạc hoặc văn chương đẫm mùi tình sắc để khỏi khơi động tà tâm. Chớ bàn sắc đẹp tiếng dâm, kẻo mê hoặc ý niệm người khác. Trừ kẻ tự phạm lỗi tà dâm ra, phàm những kẻ dẫn dụ con em nhà đàng hoàng trở thành dâm đảng, và kẻ thích bàn chuyện trai gái, biên soạn dâm thư, vẽ vời tranh ảnh dâm dật, khơi gợi những tình cảm thấp hèn của con người, nhằm dạy người khác tà dâm. Người thấy kẻ nghe những thứ ấy, ắt sẽ muốn phạm vào tà dâm. Kẻ hoan hỷ tán thành sẽ giống như tự phạm. Kinh Lăng Nghiêm dạy, thập phương Như Lai sắc mục hành dâm, đồng danh dục hỏa. Bồ Tát kiến dục như tỳ hỏa khanh, nhược bất đoạn dâm tu thiền định giả. Như chân sa thạch dục kỳ thành phạm, kinh Bách Thiên Kiếp chỉ danh nhiệt sa. Nghĩa là mười phương Như Lai nhìn vào các chuyện hành dâm đều gọi là lửa dục. Bồ Tát thấy dục bèn như tránh né hầm lửa. Nếu kẻ tu thiền định mà chẳng đoạn dâm, sẽ như nấu cát đá mà mong nó biến thành cơm, trải trăm ngàn kiếp chỉ gọi là nung nóng cát. Nếu luận định theo sự thật, ác sẽ chẳng cần thật sự làm chuyện dâm tà ấy, chỉ cần dấy lên một niệm đã phạm tội đứng đầu trong muôn điều ác. Ấy là vì chân tánh thường hằng được Thượng Đế ban cho, nguyên mạng được nhận lãnh từ cha mẹ, thấy sắc đẹp dấy lên dâm tâm. Ác khách những ảnh hưởng bên ngoài sẽ thay thế tánh thường hằng làm chủ, chân tánh do Thượng Đế ban tặng. Ác sẽ bị nhuốm bẩn một lần, đấy chính là đại bất trung,
Lòng trung xuất phát từ cái tâm chẳng thiên lệch, chẳng lừa dối, dò dối mình dối trời, cho nên là bất trung. Những dụ hoặc bên ngoài lay động căn bản của nguyên mạng, khiến cho cái được lãnh nhận từ cha mẹ sẽ bị hao tổn một lần, đấy chính là đại bất hiếu. Do vì tánh chẳng lìa mạng, mạng chẳng lìa tánh, mỗi lần dấy động dâm dục sẽ là một lần hao tổn lý khí, tức là một lần mất đi tánh mạng, tức là một lần phạm phải tội ác đứng đầu. Ôi, kẻ hồng nhan như bạch khuê chưa nhuốm bẩn, mà sổ đen ghi tên gã thanh niên phạm lỗi đã tăng thêm. Do đó bậc quân tử trước hết dùng chuyện chánh tâm để gạn trong cái nguồn, kế đó dùng ít ham muốn để dưỡng đức ấy. Hãy dám mặc tình buông lung dục vọng, trái trời khinh miệt lý, để rồi đến nỗi hao phước giảm lộc đoạn thọ, để lại họa ương ư. Kinh Hoa Nghiêm dạy: tà dâm chi tội, diệt linh chúng sanh đọa tam ác đạo, nhược sanh nhân trung, đắc nhị chủng quả báo. Nhất giả thê bất trinh lương, nhị giả đắc bất tùy ý quyến thuộc. Nghĩa là do tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người sẽ bị hai thứ quả báo: một là vợ chẳng trinh lương, hai là chẳng được quyến thuộc như ý. Châu Hy chủ dạy sách Luận Ngữ đã viết: thế thượng vô như nhân dục hiểm, kỹ nhân năng bất ngộ bình sanh. Nghĩa là trên cõi đời chẳng có gì nguy hiểm bằng dục vọng của con người. Có mấy ai có thể chẳng vì chuyện đó mà lầm lỡ cả một đời, đáng buồn thay. 12 điều tai hại của tà dâm. Mạo Khởi Tông chú giải hai câu: kiến tha mỹ sắc khởi tâm tư chi, trong cảm ứng thiên như sau. Thấy vẻ mỹ mạo của vợ con người khác, dấy lên cái tâm riêng tư gian tà, ý niệm ấy dấy lên, tuy chưa phải là thật sự thực hiện, đã khó trốn khỏi quỷ thần giáng họa trừng phạt. Bởi lẽ dâm đứng đầu muôn điều ác, kẻ ngu chẳng biết lợi hại tạo tội nghiệp này, nay thử giảng các lẽ họa hại, hòng cảnh tỉnh kẻ lạc đường. 1. Hại thiên luân. Nam nữ ai nấy có người phối ngẫu, đó là luân thường trời định, dâm loạn cùng kẻ khác, chẳng đếm xỉa chuyện tình nghĩa vợ chồng của họ bị sức mẻ. Ta gây rối thiên luân của họ, tức là chẳng khác gì cầm thú đeo lông mang đuôi, lại đội mũ khoác áo, há nên làm chuyện này ư? 2. Xâm hại danh tiết của người khác. Chuyện to lớn trong đời phụ nữ chỉ đặt nặng tại chữ tiết hạnh. Loạn danh tiết của họ khiến họ bị thất tiết, ngói vợ há có thể lại lành ư? 3. Tổn hại thanh danh. Dẫu người kín đáo cách mấy, cuối cùng cũng bị tiết lộ, chẳng có ai không biết. Tiếng xấu lan xa, khiến cho mọi người đàm tiếu, khiến cho thân thích của người ấy cũng mất sạch thể diện. 4. Tổn hại môn phong. Sỉ nhục cha mẹ ruột, cha mẹ chồng của người ấy, khiến cho chồng và anh em trai, chị em gái, con, dâu, cháu của người ấy tủi nhục. Cả một nhà đeo nhục, đau đớn thấu tận tâm cốt, đúng là giết hại cả ba đời nhà người ta. 5. Làm hại tánh mạng. Hoặc là phụ nữ do bị dâm loạn, hứng chịu tiếng xấu, đến nỗi do nghĩ quẩn mà ngã bệnh, hoặc tự vẫn mất mạng, hoặc chồng người ấy phẫn hận chết tốt, hoặc chồng giết vợ, hoặc cha giết con gái, hoặc vợ giết chồng, hoặc chồng giết chết gian phu, hoặc gian phu bị mọi người đánh chết, hoặc tỳ nữ bị người vợ ghen tuông hại chết. 6. Làm hại phong tục. Trong xóm làng có kẻ tán tận liêm sĩ, mặt người giả thú ấy, kẻ ngu trông thấy gương đó, kết bè kéo đảng làm chuyện gian dâm, tổn thương bại hoại phong tục bậc nhất. Do thói xấu ác ấy nhất định sẽ gặp kiếp nạn, sáu mối hại trên tổn hại mọi người. 7. Tổn hại tâm thuật. Hễ dâm niệm nảy sanh, các thứ ác niệm đều sanh, như những tâm huyễn vọng, tâm tham luyến, tâm mưu mẹo, tâm ganh ghét, lôi kéo trói buộc chẳng ngừng, ý ác nặng nề nhất. 8. Hại âm chất. Chất có nghĩa là nhất định. Cõi trời ngấm ngầm có đạo lý an định con người, chính là tánh vốn lành, là thai nguyên, nhân duyên khởi điểm của cái thai để làm người. Này rối loạn đạo luân thường, bại hoại đức, chôn vùi hạnh, tổn thương thiên lý, hủy diệt lương tâm, chặt bớt lý âm chất,
sẽ phải đọa trong ác đạo như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 9. Hải danh lợi, sách Cảm Ứng Thiên nói, tam đài bắt đầu tam thi, táo thần luôn theo sát ta để xét lỗi. Há có lẽ nào đêm thâu vắng người, trời cao chẳng biết ư? Xem khắp các quả báo, ắt thấy như lý đanh phạm lỗi, tài lộc bị tước mất trạng nguyên tệ tướng, người lái buôn gỗ ít vân vân ở Nghi Hưng do phạm lỗi, bị cọp đen nhai nát đầu. Trong mạng lẽ ra được phú quý do phạm tà dâm, cũng bị tước sạch, huống hồ kẻ phước đức nông cạn sẽ chật vật khôn kham. 10. Hại thọ mạng, bị quỷ thần tước đoạt tuổi thọ con người, trong các nguyên nhân dâm ác là nặng nhất. Huống hồ lửa dục thiêu đốt, tinh thần suy kiệt, xương tủy khô cạn, lại còn hoặc là do trong lúc bị cưỡng bức, vì kinh hoàng mà chết, hoặc kẻ dâm loạn bị lao, bị sùi, chết vì bệnh hoa liễu, kẻ hiếu sắc ác phải chết, đoạn thọ chết yểu. 11. Hại tổ phụ, huyết mạch do cha ông truyền lại bị phung phí trong ấy, đó là ngỗ nghịch bất hiếu nhất, phước phận cả một đời còn bị tước sạch, từ đấy trở đi danh tiếng của gia đình bị hoại, chẳng còn có người cúng hoài tổ tông, tổ tiên trong cõi âm sẽ thành quỷ đói, há chẳng ôm hận cực độ ư? 12. Hại vợ con, kinh Phật dạy vô hữu tự tức, loạn nhân thê cố, thê nữ dâm loạn, loạn nhân thất nữ cố. Nghĩa là chẳng có con cái là vì dâm loạn vợ người khác, vợ con dâm loạn là do chính mình đã dâm loạn con gái chưa chồng của người ta. Ta dâm loạn sẽ khiến vợ con phải trả nợ, lại còn đoạn tuyệt dòng dõi. Chuyện này không chỉ thấy từ các quả báo được chép trong sách vở, mà hãy thử xem xét những kẻ dâm đản trong đời trước, bèn biết đời trước, đời này, bất cứ đứa dâm đản nào cũng đều là như vậy. 6 nỗi hại ấy tổn hại chính mình, 12 nỗi họa hại trên đây đều do xét theo cách ngôn, nhân quả mà rút ra, cũng như xét theo những chuyện tận mắt thấy trong hiện thời. Mong những ai có cùng chí hướng với tôi, hãy nhận biết rõ ràng họa hoạn từ trước, ngõ hầu đến lúc gặp chuyện sẽ chẳng mê mùi. Bậc hiền nhân thọ trước đã nói, phải nhận cái ải này, phải kiên nhẫn, phải thật sự nhẫn. Lại nói, hãy thường nghĩ tới lúc bệnh, lúc chết, tà niệm bèn tiêu. Lại nói, sáng tối thắp một nén hương, tĩnh tọa nửa tiếng đồng hồ, khiến cho tâm vượng ý ngựa, dần dần điều phục. Hành theo 3 lời dạy ấy, lại còn hàng ngày xem 12 điều họa hại này, luôn luôn suy ngẫm, đấy chính là cách tốt lành để ngăn ngừa tà dâm. Lại như đường cao, la luân, tà thiên, vương hoa đổ đạt, chỉ vì tận lực cự tuyệt kẻ nữ dâm bôn, Triệu Bỉnh Trung, Châu Toàn, Phùng Kinh, Quý Hiển, chỉ vì cha họ chẳng phạm tà dâm. Há họa phước chẳng có mối liên quan tột bậc to lớn, chuyện trong khoảnh khắc có thể giữ vững ý chí chẳng phạm tà dâm hay sao? Chữ kẻ khác bao gồm cả con sen chỉ ở. Xưa kia, Văn Xương Đế Quân đã trịnh trọng, dán bút bài âm chất văn dày, hương duy tư tỳ, tú tháp khế nô, câu ưng tắc tru chi luật. Nghĩa là kẻ trong chốn màn thơm, tư thông với tớ gái, trên giường thêu nhấp nháp người hầu, ắt sẽ đều bị luật trời trừng phạt. Ai nấy đều cùng một thể, đều chớ nên xâm phạm. Cần phải biết, thiện nhân suốt đời chẳng lầm lạc vì sắc, xem người già như mẹ, xem người lớn hơn như chị, xem kẻ trẻ hơn như em, xem kẻ nhỏ tuổi như con gái của chính mình. Dẫu họ tự đến quyến rũ ta, luôn luôn phải tận lực cự tuyệt, giữ vững 10 pháp lìa tà. 1. Là tâm địa thanh tịnh, 2. Là giữ quy củ, 3. Là kính thiên thần, 4. Là dưỡng tinh thần, 5. Là mắt chớ nhìn, 6. Là chớ nói chuyện xấu xa, 7. Là đốt dâm thư, 8. Là giảm bớt chuyện phòng the, 9. Là đừng dậy trễ, 10. Là khuyên răn kẻ khác cùng kiên giữ. Người xưa đã từng khắc in những tờ truyền đơn khuyên kiên tránh tà dâm, trong ấy có nói, mỗi người nhận một tờ, hãy khuyên bảo 10 người. Mỗi khi khuyên được một, hãy ghi danh ký tên, dâng sớ tâu trước thần minh, cùng thề kiên răng dâm, cách ấy là tốt nhất, mẫu truyền đơn cũng dễ làm. Tứ giác quán,
khi phép quán này thành tựu sẽ nhận biết sâu xa, ta và kẻ khác đều là thể chất thô lậu. Do vậy, đây chính là môn phương tiện để trừ tham niệm khi đối trước cảnh giới. Phàm phu do ý niệm dâm dục, đời đời thường chuyển dời. Đời trước khi làm thân nữ, thấy thân nam bèn vui thích. Đời này được làm nam giới, lại yêu thân thể người nữ, luôn cảm thấy thân ấy ô uế, ái sẽ do đâu mà giấy. 1. Hãy sanh khởi sự giác quán thứ nhất khi ngủ dậy. Thầm nghĩ sáng sớm thức dậy, hai mắt lờ đờ, chưa được rửa ráy, súc miệng. Khi ấy miệng đầy ke bừa, lưỡi đóng bợn vàng, hết sức ô uế. Hãy nghĩ dáng vẻ kiều diễm tuyệt thế, dẫu là miệng anh đào xinh xắn, trước khi thoa son dồi phấn, dáng vẻ cũng chỉ như vậy mà thôi. 2. Hãy khởi sự giác quán thứ hai. Bản thân ta sau khi say sưa, thầm nghĩ khi uống rượu quá lố, nội tạng nôn nao, chẳng mấy chốc ói mửa ồng ọc, phun sạch những vật chưa tiêu trong bụng. Chó đói ngửi thấy, vẫy đuôi giật lùi. Hãy nghĩ gia nhân nhấm nháp từng chén rượu, ngọc nữ nhỏ nhẹ dùng cơm, nhưng khi chén khay chất đóng, những thứ trong bụng cũng chỉ như vậy mà thôi. 3. Hãy nên khởi sự giác quán thứ ba lúc bệnh. Thầm nghĩ sau khi ngọa bệnh, mặt mũi xám xịt, thân hình còm cõi, bệnh tật lại còn tạo thành ghẻ, bướu, nát rửa, mủ máu lẫn lộn, hôi thối chẳng thể tới gần. Hãy nên nghĩ bậc quốc sắc thiên hương, trẻ tuổi, tươi non, nhưng bị bệnh tật quẩn thân lâu ngày, hình dạng cũng sẽ như vậy mà thôi. 4. Hãy khởi lên sự giác quán thứ tư khi trông thấy nhà vệ sinh, thầm tưởng nhà xí công cộng bên đường phân tiểu chất chứa, những thứ trắng vàng xen lẫn, ruồi nhặn rập rờn khắp nơi. Hãy nghĩ tư thái thiên kiều bá mị, mặc cho kẻ ấy tắm gội bằng nước thơm, thân song hương xạ, nhưng sau khi đồ ăn thức uống bị tiêu hóa, cũng biến thành như vậy đó thôi. Cửu tưởng quán. Khi phép quán này thành tựu mới biết sau khi đã chết, vô lượng thê thảm. Đây chính là môn phương tiện để đoạn tuyệt ái dục tận gốc. Nếu ai nấy nghĩ đến khi chết, lửa dục sẽ nhanh chóng nguội lạnh. Nếu kẻ ngu nghe nói đến chuyện này, sẽ chau mày than thở xui xẻo. Rốt cuộc sau khi trăm tuổi đều cùng vào lò hỏa thiêu. Chính phép quán tưởng của hàng Bồ Tát chính là bến cầu to tát trong biển khổ. 1. Thứ nhất, quán người mới chết. Lắng lòng quán người mới chết, nằm ngửa ngay đuồn đuổn, khí lạnh thấu xương, chẳng biết gì hết. Hãy nghĩ cái thân tham tài mê sắc của ta trong tương lai ắt cũng như thế. 2. Thứ hai, quán sanh bầm. Lắng lòng quán tưởng thi hài còn chưa tẩm liệm, từ một ngày cho tới bảy ngày, khí đen dâng tràn, chuyển thành tím ngắt, rất đáng kinh sợ. Hãy nghĩ vẻ đẹp như hoa của ta trong tương lai ắt cũng như thế. 3. Thứ ba, quán máu mủ. Lắng lòng quán người chết bắt đầu rạn nứt, thịt rửa nát thành mủ, sắp tuôn trào ra, gan ruột tan nát. Hãy nghĩ cái thân tuấn tú phong nhã của ta trong tương lai ắt cũng như thế. 4. Thứ tư, quán xác chết chảy nước. Lắng lòng quán tưởng cái thây rửa nát, để lâu ngày nước vàng túa ra, thối không thể ngửi được. Hãy nghĩ da dẻ thơm sạch nơi thân ta trong tương lai ắt cũng như thế. 5. Thứ năm, quán trùng ăn xác. Lắng lòng quán tưởng cái xác mục nát lâu ngày, khắp thân xanh trùng, đục khoét khắp chỗ, những nơi xương đốt đều như tổ ong. Hãy nghĩ cái thân của ta ví như loan phượng, trong tương lai ắt cũng như thế. 6. Thứ sáu, quán gân chằng xương. Lắng lòng quán tưởng thay nát, da thịt mòn sạch, chỉ còn gân chằng xương như dây buộc củi cho khỏi tản lạc. Hãy nghĩ cái thân trộm ngọc cấp hương của ta trong tương lai ắt cũng như thế. 7. Thứ bảy, quán xương rời rã. Lắng lòng quán xác chết, gân đã nát rửa, các lóng xương vung vãi chẳng tụ lại một chỗ. Hãy nghĩ cái thân cao vời sang quý của ta trong tương lai ắt cũng như thế. 8. Thứ tám, quán thi hài bị đốt rụi. Lắng lòng quán xác chết bị lửa đốt cháy, co rúm trên mặt đất, chỗ sống, chỗ chính, mắt chẳng nỡ nhìn. Hãy nghĩ cái thân văn chương trùm lấp cõi đời của ta
trong tương lai ắt cũng như thế. Chính, thứ chính quán xương khô, lắng lòng quán tưởng mồ mã bị phá, xương sậu quăng bỏ vương vải, giải nắng dầm mưa, chuyển thành màu trắng, hoặc mục nhũng vàng úa, người thú dày xéo. Hay nghĩ cái thân ta tuổi trẻ chóng qua, trong tương lai ắt cũng như thế. 10 điều khuyên răng. 1. Há nên điếm nhục kẻ xử nữ chốn khuê cát, vì chuyện ấy liên lụy danh tiết cả đời người ta, họ hàng mắt mặt chẳng thể che đậy, kết chắc mối oán thù chẳng thể tiêu tan. Dẫu khi lấy chồng có thể giấu giếm, nhưng chính cô gái ấy ẩn giấu nỗi sỉ nhục khó yên, oán thù đau đớn ghi tâm khắc cốt, chất chứa như núi, gánh chịu nỗi nhơ ngàn năm không rửa. Đấy là điều răn về gái trinh. 2. Có ai chẳng mong sống hạnh phúc đến già, đáng thương thay kẻ phòng không bóng chiếc, ao thơm đôi uyên ương tan tác, từ đấy trở đi chẳng còn mong chấp cánh cùng bay, người chết chẳng còn mong mỏi chi khác, chỉ mong người phối ngẫu sẽ làm ta rạng danh. Nếu cậy thế chèn ép quá mức cuồng dại, rốt cuộc tạo thành oan gia nghiệp chướng, đấy là điều răn về quả phụ. 3. Nữ nhân ai nấy đều mong được yên bề gia thất, giữ trinh tiết đợi được đính hôn vu quy. Tớ gái chỉ vì bị nghèo túng và khốn khó cùng vây bủa, phải làm thân tôi mồi cho kẻ khác. Chủ nhân hãy nên đối xử bằng thân tình cốt nhục như nước, đừng ngỡ họ như cỏ trước thềm, đừng tham thú vui giường chiếu mà ép uổng, cưỡng bức họ, khiến cho trăm năm khó giữ vẹn thanh danh vốn có của gia tộc. Làm chuyện oan trái như thế, chỉ sợ con cháu chẳng ra gì, đấy là điều răn về tỳ nữ. 4. Tuy chị ở kém hèn, vẫn biết hổ thẹn chẳng khác mọi người, do bị cưỡng ép không biết làm sao, phải ép mình chiều theo ham muốn dâm tà của chủ. Tội ác cưỡng bức ấy sâu nặng hơn bình thường, bọn họ đã có người phối ngẫu rành rành, ta hãy nên giữ nghiêm gia phong. Trước nay, đầy tớ trung nghĩa, lập công huân lạ thường, đều là do cảm động vì ân nghĩa của chủ nhân, đấy là điều răn về chị ở. 5. Vú em đã chăm sóc con ta, ta sao nỡ chẳng vì con lại gian dâm họ. Họ đã suốt năm chẳng được hưởng tình chồng vợ êm đềm, chỉ vì gia cảnh nghèo túng khó thể chịu đựng được, đành phải rời nhà làm vú em. Huống hồ chồng họ còn ở lại nhà, rất mong họ thủ tiết. Khi bị cưỡng dâm họ xấu hổ, tự hận mình đau lòng đến mức nào. Khuyên ngươi hãy sớm thấy thấu suốt, đấy là điều răn về vú em. 6. Kẻ nghèo túng khốn quẫn, cam lòng nhịn nhục, hoàn toàn mong người có lòng nhân gìn giữ trọn vẹn cho họ. Kẻ cậy tiền tài thừa dịp họ gặp cảnh ngặt nghèo, mặc tình gian dâm, tạo nên nỗi oan nghiệt suốt đời chẳng nông cạn. Nguyên nhân dẫn đến giàu nghèo bất định, tài sản tụ tán như khói, ai có thể dùng tiền mua được con cháu hiền từ? Chỉ sợ đời sau khó tránh cháu con bại hoại, đấy là điều răn về những phụ nữ nghèo. 7. Họ đã tu hành xuất thế, há nên tìm kiếm thú vui xác thịt, bại hoại giới hạnh và thanh danh của họ, chẳng đối hoài sự thanh tịnh nơi nhà Phật. Mắt thần minh thấy rõ ràng như chớp lòe, đối với những kẻ thừa dịp sơ sót để dâm loạn, phép vua xử tội, sự trừng phạt trong chốn u minh chẳng nhẹ đâu nhé. Đúng là thân đọ vào trong bẫy rập, đấy là điều răn về Nico. 8. Có hạng kỹ nữ chốn lầu xanh, dựa cửa trăm vẻ tà mị quyến rũ, cần biết rằng bậc quân tử yêu thân, yêu gia đình, luôn dè dặt như đang cầm ngọc, luôn sợ hãi. Bọn họ vốn là hoa rơi vô chủ, ta rốt cuộc là ngọc trắng bị tì vết, dàn díu với gái làng chơi, sẽ phá tán của cải, lầm lỡ chuyện sanh nhai, nhiễm phải những bệnh độc địa, chịu họa to tát, đấy là điều răn về kỹ nữ. 9. Cưới thiếp chỉ vì mong có người nói giỏi, cần gì phải có cả bầy gái tơ, phấn trắng son hồng bôi đắp trên đầu lâu, nói chung một giấc mộng xuân. Thường thấy phú ông lắm kẻ sủng ái hầu non, lạnh nhạt đối với vợ cả, thường xuyên cầu lạc theo đuổi chuyện dâm tà, sẽ có ảnh hưởng đến tánh mạng rất nặng, đấy là điều răn về hầu thiếp. 10.
nam nữ chung sống là điều chánh đáng. Há nên điên đạo âm dương, ô uế sự trong sạch của người khác, khiến cho kẻ khác ngấm ngầm sỉ nhục, chính mình chôn sạch thanh danh, lãng phí tiền tài giảm thọ, lại còn tự gây tổn hại cho tánh mạng. Xin các vị hãy quay đầu nhìn lại những kẻ ấy, sẽ thấy quả báo vằn vặt chẳng sai, đấy là điều răn về nam sắc. Giới chi tại sắc phú, bài phú khuyên răn kiên giữ sắc dục, dùng chữ trong tựa đề để gieo vần. Tình thiên lòng lộng, dục giới mịt mờ, trí huệ đã mê, si ngốc khó chuộc, cũng đều nghĩ tới vợ vợ chồng chồng, nghiêm giữ nếp nhà chẳng rối, ngõ hầu cháu cháu con, giữ nghiêm ngặt khuê môn chẳng hư bài, lẽ đâu có kẻ khoét vách, trọn chẳng có mối mai ong bướm rập rờn, sao đến nỗi có gã vượt tường, đền chẳng hết món nợ uyên ương, muôn điều ác dâm xếp hàng đầu, chốn diêm phụ ắt có thêm người, trăm mối họa ương đều giáng xuống thân, không chỉ chết non bại sụi, xóa tên sổ quế, sống thì buồn xuông nơi ngõ hẻm bằng cùng, chặt hết nhánh cành, chết đi mộ hoang lấy ai cúng bái, người người nhớ kỹ trung dung, quên khuấy một kinh tránh xa sắc dục trong chính kinh, ai nấy đọc luận ngữ lào lào, không nhớ điều kiên sắc từ thuở thiếu niên trong ba điều răn dạy. Huyết khí phần nhiều chưa định, kẻ trí người ngu, ai giữ vẹn giới sắc chẳng dời, đó chính là hòa. Tinh có thể bồi bổ gân cốt, kẻ tham dâm quá đáng, thể lực khôn bề chống đỡ, cậy thế bức hiếp bà quá, phá hoại danh tiết khiến người chồng đã mất khóc thầm. Ôm ấp gái trinh, cô dâu mới ôm nhục nghi nan, nghĩ mụ ở dễ dở trò gian dâm, cha con cùng chung chà, thấy chị vú dễ bề xâm phạm, độc hại há thể chữa lành. Tớ gái xinh đẹp thường bị vợ cả ghen tuông hành hạ, cặp kè nam sắc, thói xấu long dương càng khó biết, đầu lâu đắp thịt, riêng mê đắm kỹ nữ điên cuồng, Bồ Tát rủ mày cũng giận kẻ ô nhục ni cô thanh tịnh. Kinh truyền chép, nam hữu thấp, nữ hữu gia, vật tương độc giả, nghĩa là trai có vợ, gái có chồng, chẳng nên khinh nhờn họ. Sách lệ ký nói, nội ngoại loạn, cầm thú hạnh, tất tất diệt chi, tất hữu thiệt thượng sáng hoa, hà đoan thố thái, nghĩa là trong ngoài dâm loạn, tức là làm chuyện cầm thú, quốc gia ấy sẽ bị tiêu diệt, lưỡi mọc ung nhọt lở loét, lông mày tạp loạn, lộ vẻ tà dâm. Dụ người đọa lạc núi tà, phạt ngươi trầm luân biển khổ, kẻ tự phụ văn nhân tài tử, nhiều phen thốt lời gợi thú phong lưu, khiến người nữ lâm vào cảnh oán thán, bậc trượng phu thất chí, trở thành dung tục, tả những chuyện hò hẹn dưới trăng, bàn chuyện trong buồng the, một lời tổn thương sự hòa hợp trong trời đất, sằng bậy soạn dâm thư, muôn kiếp chịu tội trong chốn nê lê, diễn xuất vở tuồng dâm uế, tiếng hát nụ cười, có ai nghĩ ngợi, vẽ vời tranh ảnh dâm đảng trong chốn kín đáo, phơi bày vẻ lõ lồ, há kẻ nào có thể không bị vấy bẩn, say xưa ca hát khúc nhạc diễm tình, hồn phiêu đảng, phách nay tan nát, ngụy tạo to thuốc tiên, bộ dương thái âm, chính là đường lối dẫn vào tam đồ, há chẳng gây thêm oan nghiệp gấp cả trăm lần. Đã có lời giáo huấn vứt bỏ những khúc ca nước trình, hãy nên nghe theo lời ấy, nghĩ những bài tụng nước lỗ đều không chứa lời tà vậy, những giáo huấn ấy hãy còn, sao không dứt niệm dâm, chuyển thành chuộng đức, không suy nghĩ hòng giữ đạo vô vi. Hễ có vật ắt sẵn pháp tắc, nghĩ đến lúc sảy tay nơi vách đá treo leo, lửa dục khó hừng, hãy gấp quay đầu nơi bờ kia, đừng đắm chìm trong làng sống dữ. Có thể sửa lỗi, phước vẫn có thể tự cầu, thiện càng có thể chuyển dời, chắc chắn có thể tiêu họa chẳng lường, kẻ áo xanh dẫn đi, hồng học sĩ tăng thêm tuổi thọ, giấy vàng gửi tới, hạng tú tài chật đổ đạt cao, thoát bởi đó mà xây chuyện cũng nhờ vào đó, báo ứng phân minh chẳng thể trốn tránh, vẫn có thể thay đổi, vãn hồi trong khoảnh khắc, tội chẳng giáng xuống kẻ sám hối, mộng dự vào cõi thanh lương, chuyện phi lễ chớ nên theo đuổi, bóng mền mênh mang trời đất,
hãy chí thành thực hiện. Trong luân thường kỷ cương, chỉ chú trọng hiền đức, chẳng quan tâm sắc đẹp, vui thú vợ con. Cưới hội đúng lễ, ai nấy ngâm bài, đào non vô quy. Đừng ham vẻ đẹp tươi non, mơn mởn bên ngoài, màng lon đẹp mộng, cúi đầu vẻ mặt mơ hồ, sáo phượng lời ca mới mẻ, bóng quỷ kéo lưỡi đáng gờm. Trong tâm răng dè như sắt, há vướng vào lưới pháp hay sao? Trên đầu chữ sắc vốn đã chứa đau, sát cơ đã lộ, sống ham niềm hoang lạc hữu hạn, chết chịu nỗi khổ vô cùng. Có thể nhẫn, kiên nhẫn, nhẫn nại rất mực, thần phải kính phục. Thấy chuyện dâm, ý dâm, lời dâm đều ngừa trời dặn, phải cự tuyệt kẻ toan dâm bôn, ngầm cầu gió mát trăng thanh. Càng phải nêu cao quyết liệt câu, khe xương sông tuyết. Đối với thú vui chồng vợ, cũng chớ nên ham hố quá nhiều. Chuyện giường chiếu của người khác, há nên dễ dãi rêu rao. Kẻ khinh bạc chốn thanh lâu, thôi đừng phóng túng ba năm. Ngọc trắng không tì vết, do nhàn nhã viết thành bài phú. Nhận định, bài phú này do danh sĩ xứ Việt Trung là thương nhân Bái Đình soạn. Có một đêm, ông ta mộng thấy Văn Xương Đế Quân bảo: "Ngươi có tài soạn thơ phú, sao không soạn một bài phú giới sắc? Hãy vì ta mà cảnh tỉnh người đời." Tỉnh giấc, ông ta liền viết ra bài này. Lúc đặt bút viết, dường như có thần giúp sức, từng chữ đều khích khao đúng lý, từng câu đều khiến người đọc sáng mắt, kinh tâm. Nguyện bậc văn nhân tài sĩ trong thiên hạ, hãy nên ngâm vịnh nhiều lượt, suy nghĩ kỹ càng. Phước thiện án, những câu chuyện kể về được phước do làm lành. Trong niên hiệu Tuyên Đức đời Minh, Văn Trung Công Tào Nải thi đậu khoa Thi Hương, được bổ làm học chánh. Do ông không nhậm chức nên được đổi sang làm chức điện sứ huyện Thái Hòa. Do bắt cướp, bắt được một cô gái giữ tại công quán. Cô ta rất đẹp, muốn theo ông. Ông nghiêm khắc quở, há có thể xâm phạm gái chưa chồng ư? Bèn lấy giấy viết bốn chữ: "Tào Nải bất khả", Tào Nải chẳng thể, đem đốt. Sáng ra gọi mẹ cô ta đến lãnh về. Về sau khi đang làm văn sách trong kỳ thi đình, chợt có một tờ giấy bay tới rớt trước ghế, có bốn chữ: "Tào Nải bất khả". Thế là ý văn dồi dào, đậu trạng nguyên. Thầy thuốc họ Trần ở Dư Hàng, có người nghèo mắc bệnh nguy ngập, được ông Trần chữa lành mà cũng chẳng đòi phải đền đáp. Về sau do đục mưa, ông Trần vào nhà ấy. Mẹ chồng bảo vợ người ấy hãy ngủ với ông để báo ân. Người vợ vâng lời, đến khuya bèn mò đến chỗ ông thưa: "Ngài đã cứu chồng thiếp, đây là ý mẹ chồng." Ông Trần thấy cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, cũng động tâm, tận lực kiềm chế dục niệm, tự nhủ: "Không thể được." Cô ta nài ép, ông Trần liên tiếp bảo: "Không được." Ngồi đợi trời sáng, cuối cùng gần như chẳng thể kiềm mình được, lại hô to hai chữ. Hai chữ không thể quá khó. Trời vừa rạng sáng bèn bỏ đi. Ông Trần có đứa con đi thi, quan giám khảo loại bỏ bài văn của nó. Chợt nghe có tiếng hô "không thể", khiêu đèn đọc lại, lại gạt bỏ. Lại nghe có tiếng hô liên tiếp "không thể", cuối cùng quyết ý loại bỏ. Chợt nghe có tiếng hô to, hai chữ "không thể" khó quá, liên tục không dứt. Do vậy bèn cho đầu. Sau khi yết bản công bố kết quả, quan chủ khảo bèn gọi nó đến hỏi nguyên do. Đứa con ấy cũng chẳng hiểu, trở về kể với cha. Cha bảo: "Đấy là chuyện lúc ta còn trẻ, không ngờ trời báo đáp ta như thế." Phùng Thương tuổi đã trung niên chẳng có con, vợ thường khuyên chồng cưới thiếp để sanh con trai. Về sau trên đường lên kinh đô, ông mua một người thiếp, đã ký xong bằng khoáng giao tiền. Hỏi tên tuổi cô ta nức nở không đáp được. Cố gặng hỏi, cô đáp: "Do cha thiếp nhận chuyển giao hàng hóa cho quan phủ, bị thất thoát mà mắc nợ, phải đem thiếp bán đi để lấy tiền trả nợ." Ông Phùng thương xót, lập tức trả cô ta về với cha, chẳng đòi tiền lại. Khi trở về, vợ hỏi: "Người thiếp đâu rồi?" Ông kể cặn kẽ nguyên do. Vợ bảo: "Ông dụng tâm như thế, lo gì không con." Mấy tháng sau vợ hoài thai. Buổi tối hôm vợ ông sắp sanh, người trong làng đều thấy tiếng trống tiếng kèn rộn rã tuyên bố, đưa trạng nguyên tới nhà họ Phùng. Sanh con trong ngày hôm ấy, tức là Phùng Kinh. Về sau Phùng Kinh đổ Tam Nguyên,
làm quan tới chức thái tử thiếu sư, rồi làm tể tướng, quan chức rất vinh hiển. Đời Minh, ông Tôn Kế Cao ở Vô Tích dạy học tại một nhà nọ. Bà chủ sai cô hầu gái biếu thầy một chén trà, trong chén có bỏ một chiếc nhẫn vàng. Ông Tôn giả vờ không biết, bảo cô hầu gái dọn đi. Đêm đến, cô hầu đến gõ cửa bảo bà chủ đến đấy. Ông vội lấy một tấm ván lớn chặn cửa không cho vào. Ngày hôm sau xin về, người khác hỏi nguyên do, ông đáp học trò không thể dạy được, trọn chẳng lộ chuyện ấy. Về sau ông Tôn đổ Trạng Nguyên, con cháu Quý Hiển. Hết phần 4. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản: 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift Code BFTVVNVS 056. Account No 0561 370 7474. Name of Account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.